Hello mọi người, mình là Sobel đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiến hành nâng mát skill cho con tướng Saladin nè. Và nâng cho nó mát level 60 sao sao luôn. Đây là số chọc hiện tại mình đang có 368 cái chọc cam, cộng với lại 61 cái tượng Saladin. Từ lúc mình unlock con tướng Saladin này cho tới bây giờ khoảng hơn một tháng gì đó thôi mà mình đã kiếm được số lượng tượng cam giống như thế này rồi. À, trước khi bắt đầu video clip thì mình thông báo với các bạn một chuyện, đó là tuần này mình đánh Osiris bị thua rồi. Nếu như mình có thể giành chiến thắng event Osiris một vài lần thì số lượng tượng cam thực tế mà mình đang có được sẽ nhiều hơn là con số 386 cái. Hiện tại mình sẽ dần dần chuyển sang chơi kỵ binh xen kẽ với lại bộ binh nhé. Một số bạn khuyên là nên chơi bộ binh xen kẽ với lại những cái đạo cung binh, tại vì tốc độ di chuyển của nó gần như nhau. Nhưng mình vốn dĩ đam mê kỵ binh từ trước rồi, cho nên bây giờ mình sẽ chơi thêm một vài đạo kỵ binh xen kẽ với lại bộ binh thay vì là chơi cung binh. Đặc biệt các bạn thấy cái skin nhà huyền thoại vườn treo Babylon này nè, nó tăng tấn công bộ binh và nó chỉ trừ thuộc tính của cung thủ thôi chứ nó không có trừ kỵ binh. Cho nên bây giờ mình chơi bộ binh xen kẽ với lại kỵ binh là hợp lý rồi. Đối với con Saladin này á, theo mình thấy không cần biết các bạn chơi chuyên bộ, chuyên kỵ hay chuyên cung đều phải nuôi nó hết nha. Tại vì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được hơn 300 cái chọc cam. 300 chọc cam là một con số rất là nhiều nha các bạn. Chỉ cần các bạn nâng nó lên 5551 là các bạn chơi nó y chang như một con tướng cam max skill rồi. Bạn nào chơi Saladin 5551 trong đội hình là coi như các bạn đó đã lợi hơn những người chơi khác không sử dụng Saladin khoảng hơn 300 cái chọc cam. Chính vì vậy mình khuyên các bạn nên chơi con Saladin, đặc biệt là những bạn nào nạp ít F2B. F2B thì càng phải chơi Saladin nhé. Đầu game lúc mà tech nghiên cứu cá nhân của các bạn chưa đủ điều kiện để nâng full hết 3 nhánh thì các bạn nên chơi chuyên về một đường. Càng về sau khi tech nghiên cứu cá nhân của các bạn nâng cao rồi, hoặc là các bạn đã nâng max hết 3 đường lên level 10 giống như mình, thì các bạn nên chơi thêm những đạo bộ kỵ cung xen kẽ cho nó đa dạng. Với lại khi các bạn chơi chuyên một đường á thì lâu dần các bạn sẽ cảm thấy rất là chán. Đầu game nhiều bạn chơi chuyên bộ cho nên kỵ sẽ hơi thọc một tí vì bộ khắc kỵ. Nếu các bạn là boss nạp tiền nhiều thì không sao, nhưng mà F2B thì các bạn phải tính kỹ một chút xíu. Như giờ mình thấy càng ngày càng nhiều người chuyển sang chơi chuyên cung rồi, tại vì càng về sau KVK mùa chinh phạt, những con tướng chuyên cung nó rất là mạnh. Vì vậy khi mình chơi thêm một vài đạo kỵ thì nó sẽ có một chút xíu gì đó ưu thế, tại vì kỵ sẽ khắc cung. Quan trọng nhất khi chơi kỵ vẫn là tốc độ chạy khá là nhanh, điều này sẽ giúp mình làm chủ được cái giao tranh. Về phần trang bị thì mình thấy trang bị cho kỵ binh nó vừa rẻ, vừa ngon, lại vừa dễ lên. Mình nghĩ cái bộ trang bị này là ngon bổ rẻ nhất rồi đó các bạn. Những bạn nào mà hạn hẹp tài chính á, thì cứ lên cái bộ này giống như mình nhé. Đánh Open Field hay là Hoàng Hôn Hẻm Núi, Chúa Tể Chiến Tranh đều được hết. Tất nhiên là cái bộ này sẽ không làm Killali được rồi. F2B với lại nạp ít, ít ai cho các bạn làm kill lắm. Những bạn nào chơi năm đạo kỵ binh mà kinh tế hạn hẹp thì cứ quất năm cái bộ trang bị giống như vậy trước, rồi sau này dư giả nguyên liệu với bản vẽ thì các bạn lên thêm một vài món cam cũng được. Bộ trang bị này là nó sẽ ưu tiên phòng thủ và sức khỏe cho kỵ binh. Sau khi lên được cái bộ trang bị này đem đi đánh nhau, các bạn sẽ cảm thấy nó khác biệt khá là nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ nâng con Saladin này lên. Nhớ là phải vô trong đây khóa skill trước nha.
Đây sẽ là bản talent của con Saladin mà mình sẽ sử dụng. Đối với cái điểm hồi sinh này, trước đây mình đã thực hiện rất là nhiều bài test rồi. Đối với cái điểm hồi sinh này, các bạn chỉ cần nâng nó thành 2/3 là đủ. Cho dù các bạn nâng nó thành 3/3 đi nữa, thì ở trong cái lượt đánh đó đó, nổ khí mà các bạn nhận được đã đạt maximum rồi. Các bạn nâng nó thành 3/3 thì nó cũng bị dư ra thôi. Cho nên một điểm này á, mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để mình nâng vào. Có thể là nâng vào đây để tăng tấn công 1%, hoặc là nâng vào đây. Thôi mình nâng vào đây nha các bạn. Vậy là xong, đây là cái bản talent của con Saladin mà mình muốn kiến nghị cho các bạn. Bạn nào cảm thấy nó phù hợp thì các bạn nâng theo nha. Sắp tới mình sẽ nuôi thêm con Hạng Vũ và William nữa. Chắc là sẽ nuôi William trước á. Tại vì con Hạng Vũ mình thấy nó khá là mỏng, với lại dễ bị target. Đam nó to thật nhưng mà hay bị target lắm. Sau khi mình nuôi mát con William rồi thì mình sẽ coi thêm một thời gian nữa, coi là có những con tướng kỵ mới khác ngon hơn hay là không. Còn nếu như không có thì mình sẽ nuôi con Hạng Vũ luôn. Ok, video clip này tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.